Peugeot vừa ra mắt mẫu xe mới E5008, một mẫu SUV điện chứa đựng sự đột phá mới khi trở thành mẫu SUV điện duy nhất cung cấp ghế ngồi cho 7 hành khách, lựa chọn từ 3 hệ thống chuyển động và có thể đi được lên đến 410 dặm. E5008 mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang tìm kiếm một mẫu SUV lớn với thiết kế mạnh mẽ, nội thất mời gọi và hiệu suất điện hiệu quả. E5008 mới cũng được bảo hiểm trong khoảng 8 năm, 100,000 dặm với chương trình Peugeot Allure Care mới, là khoản bảo hiểm dài nhất của bất kỳ thương hiệu châu Âu nào, mang lại cho khách hàng sự yên tâm tuyệt đối. Peugeot cam kết trở thành một thương hiệu chỉ sản xuất xe điện và tiếp tục mở rộng dải sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu của tất cả các khách hàng và sẽ cung cấp một phiên bản điện cho mỗi mẫu xe trong dải sản phẩm của mình từ năm 2025. E5008 mới là mẫu duy nhất trong phân khúc của mình cung cấp khả năng di chuyển 100% bằng điện cho 7 hành khách với lựa chọn từ 3 hệ thống chuyển động. E5008 mới được xây dựng trên nền tảng STLAM của Stellantis và thể hiện tính linh hoạt của nó trở thành mẫu xe đầu tiên được hưởng lợi từ một cấu hình mở rộng. Chiều dài cơ sở 2,90m làm cho nó rất rộng rãi, với tổng chiều dài 4,79m. Xe Peugeot 5008 đời 2025 và nền tảng STLA Medium, kết hợp hoàn hảo cho sự linh hoạt và hiệu suất. Peugeot 5008, một trong những mẫu xe SUV nổi bật của Peugeot, kết hợp cùng nền tảng STLA Medium để mang lại sự linh hoạt và hiệu suất tối ưu. Dưới đây là một số điểm nổi bật về mối quan hệ giữa Peugeot 5008 và nền tảng STLA Medium. Sự tối ưu hóa về hiệu suất. Với nền tảng STLA Medium, Peugeot 5008 được thiết kế để mang lại hiệu suất tối ưu, bao gồm công suất động cơ và sự tiết kiệm nhiên liệu. Các phiên bản động cơ đa dạng của 5008 đều tận dụng các công nghệ tiên tiến nhất để cung cấp sức mạnh và hiệu suất vận hành tốt nhất trong phân khúc. Modul động cơ đa dạng, nền tảng STLA Medium cho phép Peugeot 5008 được trang bị modul động cơ đa dạng, từ càng trước đến càng sau, cũng như hệ thống dẫn động cầu trước hoặc cầu sau. Điều này mang lại sự linh hoạt cho khách hàng để chọn lựa mẫu xe phù hợp với nhu cầu của họ. Kết cấu thiết kế linh hoạt, nền tảng STLA Medium được thiết kế để tối ưu hóa không chỉ hiệu suất vận hành mà còn không gian bên trong và ngoại thất của xe. Thiết kế linh hoạt của nền tảng này cho phép Peugeot 5008 có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau. Kết nối với hệ sinh thái sạc và dịch vụ, nền tảng STLA Medium của Peugeot 5008 không chỉ cung cấp khả năng sạc nhanh mà còn kết nối với hệ sinh thái sạc và các dịch vụ đi kèm, như các trạm sạc thông minh và các ứng dụng quản lý xe thông minh. Điều này giúp tối ưu hóa trải nghiệm lái xe và sử dụng xe cho người dùng. Việc kết hợp giữa Peugeot 5008 và nền tảng STLA Medium mang lại một mẫu xe SUV linh hoạt, hiệu suất và tiện nghi, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng và đồng thời mang lại sự bảo đảm về hiệu suất và chất lượng của Peugeot. Peugeot Panoramic E-Cockpit thương hiệu đã đăng ký bảo hộ. E5008 trang bị màn hình Panoramic E-Cockpit thương hiệu đã đăng ký bảo hộ có kích thước lên đến 21 inch, tạo ra một môi trường lái xe cao cấp và hiện đại. Màn hình này kết hợp cả màn hình HUD, Head-Up Display và màn hình cảm ứng trung tâm, mang lại trải nghiệm người lái tối ưu và dễ sử dụng. Điều khiển thông minh, bán kính vô lăng được thiết kế lại để tối ưu hóa trải nghiệm lái xe. Các nút điều khiển trên vô lăng lớn và tự động phát hiện ngón tay của người lái để tăng cường tính tiện lợi. Các tính năng kỹ thuật số, E5008 được trang bị hệ thống giải trí Peugeot Iconic thương hiệu đã đăng ký bảo hộ Advanced, bao gồm tích hợp không dây với Apple CarPlay thương hiệu và Android Auto thương hiệu. Hệ thống này cung cấp trải nghiệm kết nối toàn diện và hỗ trợ bằng giọng nói thông minh, OK Peugeot. Các tiện ích tiện nghi, nội thất của E5008 có nhiều tính năng tiện ích, bao gồm hệ thống sưởi và làm mát, hệ thống giám sát và điều chỉnh chất lượng không khí, hệ thống âm thanh cao cấp và các cổng sạc USB để sạc thiết bị di động. Chất lượng và hoàn thiện, các ghế của E5008 được thiết kế để cung cấp sự thoải mái tối đa cho tất cả hành khách.
Vật liệu nội thất bao gồm da tổng hợp chất lượng cao và vải Alcantara thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, tạo ra một không gian nội thất sang trọng và hiện đại. Kích thước bên trong, E5008 cung cấp không gian nội thất rộng rãi và thoải mái cho tất cả hành khách, đặc biệt là các ghế thứ hai và thứ ba. Ghế thứ hai được trang bị các chi tiết cao cấp và có khả năng điều chỉnh, trong khi việc truy cập vào ghế thứ ba được thực hiện một cách dễ dàng nhờ vào hệ thống truy cập tiện lợi. Ngoài ra, không gian hành lý của E5008 cũng rất rộng rãi và có thể linh hoạt khi cần thiết. Dưới đây là các chi tiết về hiệu suất điện của mẫu xe Peugeot E5008. Hệ thống truyền động điện E5008 được thiết kế từ đầu như một mẫu xe điện, với loạt các hệ thống truyền động điện cung cấp từ 311 đến 410 dặm của phạm vi, chu kỳ WLTP đang chờ phê duyệt. Các tùy chọn bao gồm một motor đơn và motor đôi AWD. Hệ thống pin, năng lượng onboard được cung cấp bởi một pin lithium dần 400V có dung lượng sử dụng lên đến 98 kWh. Điều này cho phép E5008 cung cấp phạm vi tốt nhất trong phân khúc của nó lên đến 410 dặm. Hệ thống quản lý nhiệt pin sử dụng tuần hoàn nước làm mát. Tốc độ sạc nhanh, cổng CCS, chuẩn sạc kết hợp của E5008 chấp nhận công suất lên đến 160 kW cho phép xe E5008 nạp lại được 62 dặm phạm vi chỉ trong 10 phút và sạc từ 20% đến 80% trong 30 phút. Sạc AC, hai loại sạc AC có sẵn. Một sạc 3 pha 11 kW đi kèm theo tiêu chuẩn và một sạc 3 pha 22 kW có sẵn như một tùy chọn. Hiệu suất và moment xoắn, các phiên bản truyền động điện của E5008 cung cấp một loạt các mô tô đồng bộ từ tính vĩnh viễn mang lại sức mạnh và hiệu quả tốt hơn. Các phiên bản mô tô đơn cung cấp 345 Nm, 157 kW hoặc 345 Nm, 170 kW. Phiên bản đôi mô tô 4 bánh toàn bộ cung cấp công suất tổng cộng 320 mã lực, 157 kW ở phía trước và 80 kW ở phía sau cho tổng cộng 237 kW. Tính linh hoạt, nhiều tùy chọn sạc và hiệu suất khác nhau giúp người lái có thể tùy chỉnh việc sạc và vận hành theo nhu cầu và điều kiện sử dụng cụ thể. Việc kết hợp giữa Peugeot 5008 và nền tảng STLA Medium mang lại một mẫu xe SUV linh hoạt, hiệu suất và tiện nghi, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng và đồng thời mang lại sự bảo đảm về hiệu suất và chất lượng của Peugeot.